Chào mừng quý vị trở lại với chương trình. Tôi là Lê Minh. Thưa quý vị, Ukraine đã kiên cường chống chọi Nga trong hơn 2 năm, nhưng một chương mới đầy thách thức đang mở ra. Triều Tiên, quốc gia bị cô lập và gây tranh cãi nhất thế giới, bất ngờ tham gia vào cuộc xung đột, gửi hàng nghìn binh sĩ để hỗ trợ lực lượng Nga đang gặp khó khăn. Giờ đây Ukraine không chỉ đối mặt với Nga, mà còn phải đối phó với một kẻ thù khó lường khác trên chiến trường. Câu hỏi đặt ra là, tại sao Triều Tiên lại can thiệp lúc này? Và điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai cuộc chiến? Hãy cùng chúng tôi phân tích thật kỹ trong chương trình hôm nay. Theo thông tin từ BBC, ngày 16 tháng 10 năm 2024, tình báo quân sự Ukraine tiết lộ Triều Tiên đã cử khoảng 3.000 binh sĩ đến Nga. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm toàn cầu, khi Moscow và Bình Nhưỡng dường như đang thiết lập một liên minh quân sự giống như một phiên bản thu nhỏ của NATO. Đây là một động thái mà Ukraine xem là nỗ lực của Triều Tiên nhằm củng cố lực lượng cho Tổng thống Putin. Tuy nhiên, phản ứng của Nga không mấy ngạc nhiên. Điện Kremlin lập tức phủ nhận thông tin, với phát ngôn viên Dmitry Peskov lên tiếng bác bỏ sự tham gia của quân đội Triều Tiên tại Ukraine. Ông cho rằng đây là một nỗ lực của phương Tây nhằm làm xấu mặt Nga, khẳng định rằng thông tin này thiếu bằng chứng cụ thể từ cả tình báo Anh và Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin hôm 25 tháng 10 nói rằng việc Nga có quyết định sử dụng quân đội Triều Tiên hay không là việc của Nga và cho biết nếu Ukraine muốn gia nhập NATO thì Moscow có thể làm bất cứ điều gì họ muốn để đảm bảo an ninh của chính mình. Khi chúng ta phải quyết định điều gì đó, chúng ta sẽ quyết định, nhưng đó là quyền của chúng ta, là có áp dụng hay không, hay chúng ta có cần hay không. Ông Putin đã nói với đài truyền hình nhà nước Nga như vậy. Đây là việc của chúng ta. Tổng thống Zelensky đã công khai cảnh báo về sự xuất hiện của lính Triều Tiên và Hàn Quốc cũng cho khả năng Triều Tiên đưa quân đến Ukraine là rất cao. Dường như vấn đề không còn là việc Triều Tiên sẽ tham chiến hay không, mà là quy mô của lực lượng mà Bình Nhưỡng sẽ triển khai để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột này. BBC đã có cuộc phỏng vấn với một nguồn tin từ vùng viễn Đông Nga, xác nhận rằng binh lính Triều Tiên đang thực sự được điều đến đây. Nguồn tin này cho biết các binh lính đang được triển khai tại căn cứ quân sự Ustsuri phía bắc Vladivostok, dù số lượng có thể không đạt tới 3.000 như các báo cáo ban đầu. Điều này mở ra khả năng rằng số lượng binh lính thực tế có thể ít hơn hoặc đã được phân bổ đến nhiều căn cứ khác nhau. Dù thế nào, sự xuất hiện của lính Triều Tiên trên đất Nga là một bước ngoặt đáng lo ngại đối với Ukraine và các đồng minh phương Tây. Nếu hôm nay là vài nghìn binh sĩ, ai dám chắc rằng con số này sẽ không tiếp tục gia tăng? Vào ngày 10 tháng 10, chỉ một tuần trước báo cáo của BBC, The Guardian cũng đưa tin rằng Triều Tiên đã triển khai các kỹ sư quân sự để hỗ trợ Nga nhắm mục tiêu vào Ukraine bằng tên lửa đạn đạo. Theo nguồn tin Ukraine, hàng chục binh lính Triều Tiên đã xuất hiện sau chiến tuyến của Nga. Nhiều người trong số họ tham gia vào hỗ trợ hệ thống phóng tên lửa KN-23, loại tên lửa mà Nga được cho là đã dùng để tấn công Ukraine vào tháng 8 năm 2024, gây thương vong dân sự. Một ngày sau khi BBC đưa tin, Viện Lowy tiếp tục đào sâu vào câu chuyện này, dẫn lại Washington Post rằng hàng ngàn lính Triều Tiên không chỉ đã đến Nga mà còn đang được đào tạo quân sự tại đây. Một nhà ngoại giao phương Tây cũng nói với The Kyiv Independent rằng Triều Tiên có thể đã gửi tới 10.000 binh sĩ, dù chưa rõ vai trò cụ thể của họ trong quân đội Nga. Điều này khiến dư luận không khỏi lo ngại, bởi dù con số thực tế là 3.000, 10.000 hay chỉ là vài chục kỹ sư quân sự, điều rõ ràng là Triều Tiên đã chính thức tham gia vào cuộc chiến, đồng hành cùng Nga trong xung đột ở Ukraine. Ukraine giờ đây phải đối diện với một thách thức gấp bội khi phải đối đầu không chỉ với Nga mà còn là Triều Tiên, một liên minh bất ngờ và nguy hiểm. Điều gì đã thúc đẩy Bình Nhưỡng tham gia vào cuộc xung đột cách xa hàng ngàn dặm? Câu trả lời có thể bắt nguồn từ một hiệp ước quân sự được ký kết vào tháng 6 năm 2024 giữa ông Putin và ông Kim Jong-un. Hiệp ước này chứa đựng một điều khoản quan trọng, mỗi bên phải hỗ trợ lẫn nhau nếu bị tấn công. Một thỏa thuận mang âm hưởng tương tự điều 5 của NATO, cam kết rằng các thành viên sẽ bảo vệ nhau trước mọi mối đe dọa. Với hiệp ước này, Nga và Triều Tiên dường như đã thiết lập một mini NATO riêng, đối lập với tầm ảnh hưởng của phương Tây. Sự ra đời của liên minh này lập tức khiến phương Tây cảnh giác. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mô tả hiệp ước này là một liên minh chính thức và ngay sau đó, các cuộc thảo luận nổ ra về mục tiêu thật sự của liên minh Nga-Triều. The Guardian đã đưa ra giả thuyết rằng hiệp ước mở ra cơ hội cho việc trao đổi công nghệ và vũ khí. Không chỉ có thế, tình báo Mỹ nhận thấy rằng
Nga đã bắt đầu cung cấp công nghệ tên lửa đạn đạo và tàu ngầm hạt nhân cho Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng cũng gửi vũ khí đến hỗ trợ Moscow. Những cuộc thảo luận về vũ khí hạt nhân còn đưa ra nghi vấn lớn hơn, đó là liệu Nga có đang hỗ trợ Triều Tiên tiến đến việc trang bị đầu đạn hạt nhân trên tàu ngầm. Khi hiệp ước được ký vào tháng 6, chiến dịch quân sự đặc biệt của ông Putin vẫn giới hạn trong lãnh thổ Ukraine, với các lằn ranh đỏ dường như được giữ nguyên vẹn. Nhưng đến nay thì cuộc chiến đã biến đổi thành một xung đột phức tạp và quốc tế hóa, với khả năng rằng chúng ta đang chứng kiến những bước đầu tiên của một liên minh quân sự đầy tham vọng giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Đến tháng 8 năm 2024, tình hình chiến sự đã có bước ngoặt mới. Ngày 6 tháng 8, Ukraine phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga, vượt qua các tuyến phòng thủ biên giới và tiến sâu vào lãnh thổ đối phương. Mặc dù ban đầu Nga khẳng định đã ngăn chặn thành công với báo cáo có khoảng 300 binh sĩ Ukraine và nhiều xe tăng bị tiêu diệt, nhưng sau đó thông tin này được xác nhận là không chính xác. Thực tế, Ukraine đã tiến sâu vào Kursk, chiếm thêm lãnh thổ và khiến Điện Kremlin phải sơ tán khẩn cấp 200.000 người dân ra khỏi vùng này chỉ 2 tuần sau đó. Với chiều sâu 29 km lãnh thổ Nga bị kiểm soát và gần 100 ngôi làng nằm trong tay Ukraine, Kyiv đã cho thấy khả năng mở rộng vùng kiểm soát ngay trên đất Nga. Cộng đồng quốc tế nhanh chóng đánh giá đây là chiến thắng chiến lược của Ukraine, giúp Tổng thống Zelensky có thêm lợi thế trong các cuộc đàm phán với Moscow. Hơn thế nữa, đòn tấn công còn là lời cảnh báo trực diện tới ông Putin và người dân Nga rằng cuộc chiến này có thể tràn vào đất mẹ. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 10 tháng 9, Kyiv lại gây chấn động khi phát động một cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Moscow và các vùng khác của Nga. Với 144 máy bay không người lái được triển khai, cuộc tấn công không chỉ phá vỡ không phận Moscow mà còn làm gián đoạn hơn 50 chuyến bay và gây thương vong, trong đó ít nhất một người thiệt mạng. Các drone còn bay sát một số tòa dinh thự của ông Putin, nhấn mạnh rằng Ukraine có khả năng gây tổn thất ngay tại thủ đô Nga, nơi mà chính quyền Moscow tưởng chừng an toàn tuyệt đối. Những diễn biến này không chỉ khẳng định sức mạnh của Ukraine, mà còn làm rõ lý do Triều Tiên quyết định đưa binh lính sang Nga. Theo hiệp ước được ký giữa Nga và Triều Tiên vào tháng 6, hai nước có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công trên lãnh thổ của mình. Điều này có thể đã thôi thúc Bình Nhưỡng triển khai quân để củng cố lực lượng cho Moscow giữa tình thế áp lực từ các đòn phản công mạnh mẽ của Ukraine. Cuộc tấn công vào Kursk đã đánh dấu bước ngoặt, mở ra cơ hội cho Triều Tiên tham chiến cùng Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ đồng minh. Đối với Putin, đó là cơ hội để viện dẫn hiệp ước phòng thủ vừa ký với ông Kim Jong-un và gọi sự tham gia của Bình Nhưỡng là một hành động hợp tác cần thiết trước cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Triều Tiên giờ đây có vai trò hỗ trợ không chỉ như là một đồng minh mà như là một đối tác quân sự của Nga, một kịch bản mà ít ai ngờ tới. Những thông tin từ Al Jazeera vào đầu năm 2024 và sau đó là từ Time Magazine vào tháng 6 cùng năm đã cho thấy sự hỗ trợ từ Triều Tiên cho Nga không phải là mới mẻ. Từ tháng 9 năm 2022, Triều Tiên đã cung cấp tới 6.700 container chở đầy đạn pháo và vũ khí. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bình Nhưỡng còn vận hành các cơ sở sản xuất pháo tối đa công suất để đáp ứng nhu cầu của Moscow. Số lượng đạn pháo khổng lồ này không chỉ là món hàng hỗ trợ mà còn đi kèm với trao đổi hàng hóa quan trọng từ Nga như là thực phẩm, nguyên liệu thô và phụ tùng. Vào thời điểm ký hiệp ước phòng thủ, số container đã chạm mức 10.000, minh chứng cho việc Bình Nhưỡng đã đáp ứng nhu cầu quân sự của Nga đến mức tối đa. Với tình hình thiếu hụt đạn dược ngày càng trầm trọng, sự tiếp sức từ Triều Tiên đang cho thấy dấu hiệu tuyệt vọng từ phía Điện Kremlin, một minh chứng rõ ràng rằng nguồn lực quân sự của Nga đang dần cạn kiệt. Ông Putin có thể hy vọng vào sự hỗ trợ từ đồng minh Triều Tiên, nhưng liệu bước đi này có đủ để duy trì thế trận hay chỉ là một giải pháp ngắn hạn? Chúng ta sẽ phải chờ xem. Ukraine đã đối đầu gián tiếp với Triều Tiên trong suốt năm 2024 qua việc đạn pháo và tên lửa Bình Nhưỡng đều được gửi tới hỗ trợ Nga. Sự hiện diện của binh lính Triều Tiên trên đất Nga là bước tiếp theo tự nhiên trong mối quan hệ phòng thủ ngày càng sâu sắc giữa hai nước, cho thấy rằng Moscow đang tìm mọi cách duy trì lực lượng dù phải dựa vào một đồng minh mà nhiều người từng coi là yếu thế hơn. Nhìn lại tháng 4 năm 2024, The Diplomat từng công bố rằng Triều Tiên đã gửi công nhân đến vùng Donbass để giúp Nga khôi phục các cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Dù không phải binh lính nhưng sự hiện diện của họ đã khiến Ukraine lo ngại, vì điều đó giúp Nga giải phóng thêm nhân lực cho chiến trường Ukraine. Điều này giờ đây có thể được xem là một bước đệm dẫn đến sự tham gia trực tiếp của binh lính Triều Tiên trong cuộc xung đột, biến liên minh gián tiếp thành một sự hỗ trợ chiến đấu thực sự. Hiện tại, Tổng thống Zelensky đang đối diện với một thực tế không mong muốn. Cuộc chiến chống lại Nga giờ còn bao gồm cả Triều Tiên. Khi chiến dịch quân sự của Putin kéo dài đến năm 2025, Ukraine phải đối đầu với cả hai quốc gia. Triều Tiên, dù không phải là một cường quốc quân sự,
nhưng với vị trí thứ 36 trong bảng xếp hạng Global Firepower và khả năng sản xuất lượng đạn dược khổng lồ, họ có thể cung cấp nguồn hỗ trợ liên tục cho Moscow. Dù đạn dược và vũ khí từ Triều Tiên không nổi bật về chất lượng, nhưng khi đến chiến trường, sức mạnh đôi khi nằm ở số lượng hơn là chất lượng. Chừng nào các vũ khí này còn phát nổ và tiếp tục tấn công Ukraine, Moscow sẽ ít bận tâm đến vấn đề chất lượng. Càng có nhiều đạn pháo và binh lính trên chiến trường, liên minh Nga-Triều có thể sẽ tiếp tục tạo áp lực lên Ukraine, và điều đó chắc chắn sẽ định hình lại cục diện cuộc chiến. Theo các thống kê từ Global Firepower, Triều Tiên hiện sở hữu 3.215 xe tăng, xếp thứ 2 thế giới về số lượng. Tuy nhiên, số xe tăng này dường như không có nhiều tác dụng trong cuộc chiến tại Ukraine vì khoảng cách địa lý xa xôi. Nhưng nếu Bình Nhưỡng tìm ra cách vận chuyển số xe này đến Moscow, Nga sẽ có thêm một đội xe bọc thép mới để triển khai tại Ukraine, giúp củng cố chiến lược sử dụng xe tăng của Putin. Lực lượng hải quân của Triều Tiên, dù có đến 505 tàu, cũng không đem lại nhiều giá trị cho chiến dịch này, vì phần lớn các tàu này là tàu tuần tra. Hơn nữa, ngay cả khi Triều Tiên muốn gửi tàu đến Nga, họ cũng không thể tiếp cận khu vực Biển Đen do eo biển Thổ Nhĩ Kỳ đang bị đóng lại. Đây cũng chính là lý do mà Nga không thể nhanh chóng bổ sung đội tàu của mình sau những tổn thất do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen. Về không quân thì Triều Tiên sở hữu 476 máy bay và trực thăng, đứng thứ 11 toàn cầu về số lượng. Nhưng trong chiến lược của Nga, không quân lại đóng vai trò phụ, chỉ chủ yếu phóng bom lượn từ sau chiến tuyến. Do đó, số máy bay này của Triều Tiên cũng khó có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, yếu tố lớn nhất mà Triều Tiên có thể cung cấp chính là nguồn nhân lực dồi dào. Với lực lượng quân đội gồm 1,32 triệu binh sĩ, Triều Tiên xếp thứ 4 thế giới về quân số, gần ngang với Nga. Cộng thêm 560.000 lính dự bị và 100.000 dân quân, đây chính là thách thức mà Ukraine phải đối mặt. Triều Tiên có thể không được huấn luyện hoặc trang bị tốt, nhưng số lượng quân lính đông đảo của họ là điều mà ông Putin có thể tận dụng trong cuộc chiến tiêu hao này. Nếu Triều Tiên quyết tâm gửi binh lính, những con số ban đầu từ 3.000 đến 10.000 có thể chỉ là khởi đầu. Hàng chục ngàn lính khác có thể sẽ tiếp tục được điều động, vì Bình Nhưỡng xem chiến thắng của Nga ở Ukraine là đòn giáng mạnh vào phương Tây, điều mà cả Nga và Triều Tiên đều muốn đạt được. Vậy thì với lực lượng binh lính Triều Tiên sẵn sàng đổ vào chiến trường Ukraine, câu hỏi lớn đặt ra là Nga sẽ sử dụng lực lượng này như thế nào? Theo báo Kyiv Independent, một số ý kiến cho rằng việc binh lính Triều Tiên có thể xuất hiện tại Ukraine là dấu hiệu cho thấy Nga đang đối mặt với thương vong lớn, buộc ông Putin phải tìm đến nguồn nhân lực từ bên ngoài. John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng của Anh tại Moscow nhận định, Triều Tiên đang cung cấp lực lượng không phải để làm chiến binh tinh nhuệ, mà chỉ là những thân xác để duy trì con số trên chiến trường. Ông cho rằng, khả năng cao là binh lính Triều Tiên sẽ chịu chung số phận với những lính nghĩa vụ và lính hợp đồng của Nga, bị đẩy ra tiền tuyến để hứng chịu hỏa lực từ Ukraine. Đây là cách mà chiến lược cỗ máy xay thịt của Putin đang vận hành, không tìm kiếm sự vượt trội về chiến thuật quân sự, mà tập trung vào làm suy yếu Ukraine bằng cách ép đối thủ tiêu tốn đạn dược. Mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Putin dường như ít quan tâm đến sinh mạng binh lính. Lãnh đạo Triều Tiên có thể thấy rõ rằng hàng ngàn binh sĩ của mình sẽ không trở về, nhưng cũng có thể sẵn sàng gửi thêm hàng ngàn người khác. Triều Tiên là một quốc gia có chế độ nghĩa vụ quân sự kéo dài, trong đó nam giới phải phục vụ 10 năm, còn phụ nữ là 8 năm hoặc là 5 năm. Điều này tạo ra một lượng nhân lực lớn và gần như vô tận để Bình Nhưỡng cung cấp cho cuộc chiến. Điều 86 trong Hiến pháp Triều Tiên còn nêu rõ, bảo vệ quốc gia là nghĩa vụ và vinh dự cao nhất của công dân, một định nghĩa mà ông Kim có thể dễ dàng sử dụng để biện minh cho những hy sinh trên chiến trường. Giáo sư Christoph Blut từ Đại học Bradford đồng tình với quan điểm rằng Triều Tiên chỉ có thể hỗ trợ Nga ở hai điểm chính yếu: lực lượng bia đỡ đạn và kho đạn dược từ thời Liên Xô mà Bình Nhưỡng đã tích trữ trong nhiều thập kỷ. Blut cho rằng dù các loại đạn pháo từ thập niên 1950 có vẻ lỗi thời, nhưng chúng lại đặc biệt hữu dụng với Nga trong bối cảnh quân đội Putin cũng đang sử dụng nhiều vũ khí từ thời Liên Xô trong cuộc chiến với Ukraine. Về lực lượng binh lính Triều Tiên, Blut cho biết thời gian phục vụ quân ngũ kéo dài đã cung cấp cho họ kinh nghiệm chiến đấu nhất định, nhưng chất lượng trang thiết bị và huấn luyện của họ vẫn còn hạn chế. Với thực tế này, Nga có thể sẽ tận dụng binh lính Triều Tiên ở đâu trên chiến trường Ukraine? Theo phân tích, Kursk, nơi đang diễn ra các cuộc phản công của Ukraine từ tháng 8, sẽ là mục tiêu hàng đầu để Nga bố trí lực lượng Triều Tiên. James Waterhouse của BBC cũng nhận định rằng nhiều binh lính Triều Tiên hiện đã đến Ulan-Ude gần biên giới Nga-Mông Cổ và khả năng cao sẽ được triển khai về phía Kursk. Điều này phù hợp với tinh thần của Hiệp ước Phòng thủ Nga-Triều Tiên và có thể hạn chế sự tham chiến của lực lượng Triều Tiên trên các mặt trận chính của Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc ông Zelensky có thể chỉ phải đối đầu với các binh lính Triều Tiên trên lãnh thổ Nga. Chiến lược sử dụng binh lính Triều Tiên như một lớp phòng thủ sẽ giúp Nga giảm bớt áp lực về nhân lực
và giữ được lực lượng của chính họ cho các cuộc đối đầu lớn hơn, đồng thời duy trì sự hiện diện cần thiết ở những điểm nóng. Trên Telegram, Andriy Kovalenko, lãnh đạo Trung tâm Phòng chống thông tin sai lệch của Ukraine, chia sẻ rằng Ukraine khó có thể loại trừ khả năng binh lính Triều Tiên sẽ sớm xuất hiện tại các khu vực do Nga chiếm đóng. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đã có những báo cáo về việc công nhân Triều Tiên được đưa tới vùng Donbass. Việc các binh lính Triều Tiên theo sau có vẻ không còn là kịch bản xa vời. Chiến lược của Putin có thể là tận dụng binh lính Triều Tiên để lấy lại Kursk từ Ukraine trước khi chuyển quân tới mặt trận tại Ukraine. Những binh lính Triều Tiên không có lựa chọn nào khác, họ đã sống trong điều kiện khắc nghiệt và từ chối mệnh lệnh thì sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề, thậm chí là cái chết. Việc họ có mặt ở Ukraine có thể xảy ra sớm hơn dự đoán, nhưng liệu điều này có thay đổi được cục diện? Theo John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow, thì chưa chắc. Số lượng hiện tại vẫn chưa đủ để thay đổi cán cân cuộc chiến, nhưng sự tham gia của Triều Tiên phản ánh sự tuyệt vọng của Nga. Trong khi đó, tiến sĩ Jenny Meiters từ Đại học Aberystwyth cho rằng Ukraine nên cảnh giác với sự hiện diện này, vì đây có thể là bước đầu tiên và sẽ được theo dõi sát sao từ cả hai phía. Một trong những rào cản lớn đối với sự hòa nhập của binh lính Triều Tiên trong quân đội Nga là ngôn ngữ. Dù quen thuộc với vũ khí do Triều Tiên sản xuất, họ không nói được tiếng Nga. Điều này có thể làm suy yếu khả năng phối hợp giữa họ và các đơn vị Nga. Ngay cả việc hòa nhập tù nhân Nga, những người nói cùng ngôn ngữ đã gặp khó khăn, thì việc binh lính Triều Tiên không nói tiếng Nga chắc chắn sẽ càng trở thành trở ngại. Khả năng hòa nhập khó khăn của binh lính Triều Tiên có thể là lợi thế mà Ukraine tận dụng, đặc biệt nếu sự thiếu phối hợp làm suy yếu khả năng chiến đấu của họ. Thực tế, một số binh lính Triều Tiên đã đào ngũ ngay trong đợt triển khai đầu tiên. Theo Newsweek, hiện Nga đang truy tìm 18 binh sĩ Triều Tiên tại Kursk và Bryansk, chỉ cách biên giới Nga-Ukraine vài km. Những vụ đào ngũ này, nếu tiếp diễn, sẽ tạo ra vấn đề lớn ngoài dự tính của Nga, thêm một yếu tố không ngờ tới trong liên minh chiến tranh của Moscow và Bình Nhưỡng. Việc hàng ngàn binh lính Triều Tiên được điều đến Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Tổng thống Putin đã đặt ra một câu hỏi đầy ám ảnh. Liệu đây có phải là bước đi đầu tiên trong một cuộc hợp tác quân sự sâu rộng giữa Nga và Triều Tiên hay không? Chúng ta đã thấy những dấu hiệu rõ ràng từ việc đào ngũ ngay từ những ngày đầu của các binh lính Triều Tiên được triển khai, cho thấy đây không phải là một nhiệm vụ tự nguyện. Họ được đưa ra chiến trường dưới sức ép và nguy cơ trừng phạt nghiêm trọng từ Bình Nhưỡng. Những vụ đào ngũ này gợi mở nhiều khả năng. Có lẽ họ nhận ra mức độ nguy hiểm khi thực sự phải đối đầu với Ukraine. Hoặc đơn giản, họ đã xem đây như là cơ hội để thoát khỏi sự giám sát của Triều Tiên, một điều gần như không thể khi ở trong biên giới của chính họ. Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với Ukraine? Với số lượng đào ngũ có thể gia tăng, Ukraine có thể sẽ phần nào kiểm soát được mối đe dọa từ những binh lính Triều Tiên. Nhưng đây cũng không phải là một thách thức đơn giản. Nếu ông Kim bắt đầu đổ thêm hàng chục ngàn quân vào Nga, Ukraine sẽ phải đối mặt với áp lực quân số lớn, ngay cả khi một số lượng trong đó không tham chiến hiệu quả. Đối với Putin, chỉ cần có thêm người để lấp vào cỗ máy xay thịt đang tiêu hao nhân lực nghiêm trọng thì điều này đã là một phần của chiến lược rồi. Ukraine giờ đây phải đối đầu không chỉ Nga mà còn cả Triều Tiên, dù không phải theo cách truyền thống. Nếu Bình Nhưỡng tiếp tục hỗ trợ Nga trong cuộc chiến này, thì nó sẽ có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa trước khi Ukraine giành được thắng lợi cuối cùng. Quý vị nghĩ sao về sự tham gia của Triều Tiên? Liệu đây có phải là dấu hiệu cho một làn sóng lính Triều Tiên dùng làm bia đỡ đạn sẽ tiếp tục đổ về? Và Ukraine sẽ phản ứng ra sao trước sự gia tăng quân số bất ngờ này? Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận ở phần dưới. Lê Minh xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.